Em chào anh ạ. Anh ơi, anh cho em biết anh tên là gì và anh đến từ đâu ạ? Tôi là Vũ Văn Kỳ, ở nhà 57B Phạm Công Định, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Vâng. Anh mắc bệnh gì? Anh bị thoái hóa số 4, số 5 của cổ. Vâng. Nhưng mà ngay đầu tiên có người được biết cái chuyện này. Vâng. Tôi đến đây là tôi thấy chỉ lần đầu tiên đã có cái gọi là dây bệnh rất là lớn. Vâng. Đến lần thứ hai nữa, tiến triển rất là tốt. Và hôm nay là thứ ba nữa. Cái bệnh của tôi được 90 ngày sau. Vâng. Cái bệnh tôi định tôi không đi nữa. Nhưng mà tôi cố lên 1-2 lần nữa. Dạ vâng. Thì anh thấy phương pháp cấy chỉ này có ưu điểm gì anh? Ưu điểm của nó là nó thứ nhất là mình về mình đau đầu cùng với thằng đau. Vâng. Nó không bị cái động tạng của mình. Dạ vâng. Và cái cấy chỉ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái cơ quan động tạng của mình. Nhưng mà cái chỉ rất là tốt, nếu đi không được cái mạch máu thì sao? Cái điều tôi cảm thấy nhẹ nhàng người mà nó không choáng váng rồi chưa? Vâng. Đấy, một khi là tôi cứ ngồi lên đứng xuống là nó có như là cái người giả. Nó lắc chạm vào mình, nó phải chân vào cái nhanh rồi tôi về thấy nó rất là có hữu ích. Vâng. Cái chỉ từ đâu anh biết đến phương pháp cái chỉ này? Tôi được gặp lại con giới thiệu. Vâng. Vậy anh có lời gì muốn gửi tới thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người trực tiếp cấy chỉ cho anh không ạ? Tôi gửi lời xin cảm ơn bác sĩ Hùng. Bác là một người xác định là cái phương pháp cấy chỉ đầu tiên của Việt Nam mình. Vâng. Là cứu được bao nhiêu người, như bản thân tôi đấy cũng thế. Tôi đi rất là nhiều nơi rồi. Thế nhưng bác sĩ chính nhà tôi cũng làm một bác sĩ, có một người làm đông y cũng khuyên tôi là nên đi cấy chỉ đi, nó an toàn tuyệt đối. Thế nên mọi người cũng nên cố gắng. Tức là cái phương pháp cấy chỉ của chúng ta rất là hữu ích. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhé. Em chúc anh mau khỏi bệnh ạ.